Rồi, chào mọi người. Nè, mọi người mua hàng liên hệ số hội trên đây 034 830 843. Video hôm nay là mã 206. Này về ít đồ, có 3 cái hùng ha. Với cái đèn led. Này, đèn led nha mọi người. Sáng ok. Này, với cái túi da. Này, túi da hộp. Túi này túi bao tử mọi người. Túi dạng túi bao tử đeo thắt lưng. Rồi dưới thùng đồ nghề này nè. Thùng này thùng nhựa. Dạng thùng đồ nghề. Đây, với một ít đồ bên trong nè. Đây, có được ít đồ. À, lát em sẽ giới thiệu đến mọi người nha. Loại hùng này nó bằng nhựa nhưng mà nó rất là chắc chắn. Mình đứng lên như vậy nó chịu nổi luôn nha, không có bị bể. Rồi, đầu tiên là đây giới thiệu cái này là cái gọi là nó phát ra cái lọc ion không mọi người, sóng ion lọc không khí. Đây của Nhật, Japan nè, điện DC 12 là cắm nguồn DC nha, đây nguồn DC nè, hoạt động ok, cắm vô thì nó chạy, có nút điều chỉnh, nó có như hai chế độ. Đây cái là cái kim ion của nó, 1, 2, 3, 4 cái kim nha. Đây, đây kim ion này nó còn rất là nhọn. Ion thì cái kim này nó xác định được cái thời gian mình sử dụng thôi. Mình xài lâu nó sẽ mòn cái kim nha mọi người. Nhưng mà nói lâu nó rất là lâu. Chục năm. Có những cái vật ion nó xài rất là lâu rồi. Chục năm rồi mà cái kim nó nhìn thấy mòn. Nhưng mà vẫn còn xài ok. Chung nó còn cái này nó rất, còn rất là mới nè, kim nó rất là nhỏ. Rồi cái này mình bấm nó vô, mạnh vô là nó gài lại. Rồi cái này nguồn 12 nè, để em lấy cái nguồn thử. Cái này nó bị mẻ tí xíu trong ngực nè, mẻ nè, nhưng nó không ảnh hưởng gì hết. Để bàn, dạng này là nó để bàn để lọc không khí ha. Có bốn cái chân để bàn nè, để bàn nó nằm như vậy. Rồi đây là cái gắt nguồn 12V nó sẽ như vậy ha. Cái nguồn này mọi người mua bên ngoài nó có bán rất là nhiều. Ở mấy chợ điện tử ha, bán đồ điện tử đó. Nguồn DC 12V là sẽ có bán. Đó. Rồi, cắm vô. Lên nguồn nè ha. Đây nó sẽ phát ra cái sóng ion nha. Mình sờ vô mình sẽ cảm nhận nó lạnh lạnh. Đưa tay lại gần thì nghe nó phát cái sóng ion. Đó, trên những cây kim này nè, bốn cây kim. Cái này hình như nó là không có quạt nha mọi người. Nó phát ra sóng ion nghe cảm nhận nó rất là lạnh lạnh. Thì nó hai chế độ. Mode là chế độ nè. Chế độ đèn đỏ với chế độ không có đèn ha. Đó. Hoạt động ok. Đó. Bộ phát ion đó. Nó còn để bàn nha mọi người. Rồi cái này mã số 1, 350 ngàn. Rồi tiếp theo cái túi đeo bao tử.
Dùng túi bao tử nha. Túi này bằng da thật nè. Đeo thắt lưng nha mọi người, hoặc là đeo chéo cũng được. Chéo nó rất là nhỏ gọn. Đựng laptop, đựng cái máy tính bảng cũng được. Bảng 7 inch. Điện thoại đồ ha. Đây bên trong. Đây nó là da nè. Rất là nhiều ngăn nè. Một và một ngăn nè. Hai ngăn nè. Ba ngăn. Bốn, năm nè. Sáu. Rồi bảy ngăn. Cái ngăn bên hông này nhỏ nhỏ này nó bị gãy cái khóa này nha mọi người. Cái này thì mình thay vô vẫn được. Cái tiệm mà nó sửa đồ ra nó thay cái khóa này, khóa như vậy là rất là dễ. Đó. 7 ngăn luôn nha mọi người. Cái túi bao tử, túi da nhỏ gọn rất là nhiều ngăn, mã số 2 nha, 250 ngàn. Rồi tiếp theo là cái hùng đây. Một cái hùng đồ nghề của thằng Toyo Japan. Toyo của Nhật. Hùng còn khá ok. Không có xét nha. Này nó sử dụng rồi thì nó sẽ bị bay sơn ha. Rất là dày nha, hùng loại này dày lắm. Bên trong đẹp nè. Màu sơn còn nguyên nè. Tôi vô. Rồi, hùng này kích thước là 43 nhân cho 23 22 đi, 43 nhân 22 nhân cho 11. Rồi mã số 3 nha, hùng 400 ngàn. Hùng bằng sắt. Có qua trên. Theo con đèn led này, đèn led hình hiệu là Watt Power, hàng xuất Nhật, hàng chuẩn Nhật nha mọi người nè, chuẩn điện Nhật 100V, điện 100V, công suất nó là 15W nè, chú ý là điện 100V nha mọi người, công suất 15W. Còn cái dây điện này em thay cái loại dây cũng dây hàng bãi hàng Nhật luôn nè. Dây nó có thêm một công tắc phụ này xài rất là tiện. Công tắc chính nó thì có cái nút trên đây nè ha. Này là công tắc của nó nè, zin nè. Còn cái này công tắc phụ mình cầm ngoài mình xài được nè. Đây em nói về điện nè ha. Đó. Tại vì hàng này về nó bị mất cái dây nguồn ha, mất dây điện. Rồi giờ mình thay vô. Đó. Đây bóng led. Chói quá. Nó bóng led. Ốc bằng inox hết. Ốc này bằng inox. Này khung nhôm tản nhiệt. Rồi giờ em bật cái thử điện này ha. Điện 100V nha mọi người, chú ý nha. Cánh lộn là nó chết gì. Rồi đây là công tắc. Đó. Rất là sáng nha, 16W, 15W. Chính xác là 15W. Sáng lắm, chiếu trong một cái phòng 44m² là nó sáng cái phòng luôn.
công tắc đây vẫn hoạt động ok. Đây công tắc phụ mình xài cho nó dễ tiện hơn. À, trên dây bấm rất là tiện. Rồi đèn led này mã số 4 nha, 500.000. Kích thước 18 x 13. Tiếp theo là một cái thùng nhựa đó mọi người. Thùng này thùng Nhật mà nó bằng nhựa nha. Đây kích thước 32 x 19 x 15. 32 nè, 19, 15. Đây dán bằng nhựa. Thùng này thường mình đựng cái mấy đồ, nói chung đồ nhẹ. Đồ nhẹ, đồ câu cá này kia rất là tiện. Đó, nó như vậy ha, mở ra nó như vậy. Có một cái tầng bên trong như vậy. Đó, cái tước nè. Nhựa trong trong suốt, cái này trong suốt. Rồi mã số 5 nha, 300.000. Rồi tiếp theo giới thiệu cái hộp này. Rồi tiếp theo một cây dù của thương hiệu Natun Quad. Cây dù này, cây dù là cái khóa này nó bị rớt cái cọng dây rồi mọi người. Khóa này. Đây cây dù bên trong còn rất đẹp, thương hiệu nè, xếp gọn, rất là gọn. Đó, cái dù buông ra nó như vậy. Rất là ok. Đây, hàng chuẩn Nhật luôn. Thái Lan sản xuất nhiều Nhật nè. Xanh đen, xanh tím. Gọn rồi. Cái dù mã số 6, 250.000. Bảy là cây thước, thước kẹp. Cứ kẹp này dạng của Nhật xuyên qua nè. Nhưng mà cái dòng này nó thiết kế là bằng nhựa nha mọi người. Nó bằng nhựa nhưng nhựa cứng đó. Nhựa loại như là bằng phít. Đó, dòng nó nhựa nó đo chuyên dụng để tránh làm hư đồ, dùng như mấy đồ mình mềm á, mình phải đo bằng nhựa ha, nhỏ mềm, cái đo quay thước còn thép vô nó chày ha, nhựa đỡ ha.
Rồi hướng này 100 mm ha, đây 10 cm, chữ còn rõ nét. Ok, còn chuẩn nè. Rồi thước kẹp mã số 7, 150 nha. Con số 8 là cây kéo. Đây cây kéo của Solorin, của Gặp Money, của Đức. Đây nó có thương hiệu trên đây nha. Cái đèn nó chói đó, không có thấy được nào nè. Gặp Money này. Solorin của Gặp Money. Thép của Đức thì mọi người biết rồi, rất là cứng. Có thể là nói là nó cứng hơn cái vậy. Đây, xử lý một ok. Bén không? Em cắt băng keo cũng được mọi người. À, băng keo, băng keo nó có keo luôn á mà nó ngọt vậy đó. Đó. Kéo còn rất là ngọt, chút thép nó tốt thì nó bền. Đây nó đúc nguyên cây mọi người, thép này đúc rất là nặng luôn, nặng tăng, cầm lên cảm giác khá là nặng. Rồi kích thước là 23 cm. Rồi mã số 8 nha, 350 ngàn. Tiếp theo là cây kéo cái ống nè. Này em về kéo ống nè, bữa bác nào hỏi nè. Made in Japan, kéo cái ống phải thương hiệu là Super. Super Japan nè. Cái lưỡi này đang xài nè, lưỡi này còn nguyên. Còn bén á. Một cái lưỡi sơ cua. Lưỡi sơ cua này còn rất là đẹp, dường như là chưa xài. Nè, sáng giới. Lưỡi sơ cua đây đầy đủ, lưỡi dao, phần nhôm đúc. Rồi kích thước 12.5 cm. Rồi cắt ống đồng nè, ống đồng mà nó cắt được từ 3 mm đến 32 mm nha mọi người. Rồi mã số 9, 250 ngàn. Số 10 là một cây thước chuyên dụng đo lỗ, đo ống. Đây, đo lỗ trong của ống nè. Rồi ví dụ đây cái ống nước ha. Đây là một cái ống nước. Mình sẽ đo cái lỗ trong nó ha. Kẹt đây. Này ví dụ như cái lỗ trong sẽ đo nó ha, để biết được cái lỗ này bao nhiêu. Rồi 10 nè. À, cái này là độ cao. À đúng rồi, đúng rồi. Đây mọi người. Rồi nó là 10, là cái lỗ là 10 ly á. Đây, nó chính xác ha, 10 ly đó. Còn bên đây là cm, bên đây là một cây thước hẳn cm ha, hai mặt. Bên đây nó đo cm bình thường nè. Còn bên đây là đo cái lo lỗ. Nó đo lên đến lỗ 15 mm. Đó, từ 0 lên đến 15 mm nè, 0 nó xíu. 1 ly nè, lỗ 1 ly nè, 2 ly. Đó, từ từ nó tăng lên. Rồi cái thước này mã số 10 nha. Của thằng này là của Nhật, của hãng SK nha. Đây, SK của Nhật.
mắt in nhà bằng luôn. Mã số 10 100.000. Rồi 11 cái kéo tỉa tóc. Đây, kéo cắt tóc đó. Của Kai, Kai Nhật, thương hiệu Kai của Nhật. Đây, kéo tóc nha. Lưỡi nè. Còn cắt ok, bén. Bén lắm nha mọi người. Cắt thử tóc của bén lắm. Nó làm hết trắng mà nên nó bền mà bén lắm. Dụng cụ cắt tóc nó rất là đắt tiền, nó làm hết trắng. Rồi mã số 11 ha, 200.000. Cây này kích thước là nhỏ nha. Size này nó thấy nó khá là nhỏ, size 15 cm. Cái lưỡi nó là 5.5 cm. Lưỡi này. Rồi 12 là một chú cá heo. Đây chú cá heo rất là đặc biệt. Nó của Germany. Đây Germany ở Đức nè. Made in Germany. Nó rất là nặng nha, không biết bằng chất liệu gì nhưng mà rất là nặng. Nè, chỉ biết là bên ngoài nó như là một lớp, nó có mạ đồng và nó xi lên ha. Còn trong không biết chất liệu gì, rất là nặng. Cầm rất là nặng giống như chì. Giống vậy thôi. Rồi cái này là nó mở như là mở nắp luôn mọi người. Cái chỗ lõm này nè. Ha. Giống như mở nắp chai. Còn đây là mở nước nè, mở khui bia nè. Đồ khui bia nước ngọt. Nói chung nó là cái đồ khui nhưng mà nó mình để nó trên bàn nó rất là đẹp, giống như một cái cục trận giấy ha. Nè. Con cá heo. Nó nặng lắm, để trận giấy ok. Rồi mã 12 nha, 250.000. Rồi tiếp theo là một cây đây, ống bơm. Ống bơm xe đạp. Đây thương hiệu nè. Đó. Ồ cây này cũng quan sợ luôn. Pháp nha. Bơm xe đạp luôn nè. Đó, cái đầu nó dính như vậy nha, không có rút ra. Chung là cắm trực tiếp vô bơm. Rồi mã 13 nha, 200.000. Ok này quá ngon. Chỉ 200 luôn nè. Bơm lên hơi ok nè. Nén cũng khá mạnh. Đây, nó dài 40, gần 39 cm, chính xác chiều dài của nó. Rồi đường kính của cái này 31, đây 25. Đó. Rồi mã 13, giá 200.000. Còn 14 là bộ đây, bộ này mọi người, bộ mài, đá mài. Đá mài của Nhật nè, của Sanjo Fuji Wara. Thương hiệu SK nè, của SK luôn. Chăm mát. Chữ Nhật đó. Rồi nó gồm là 1 2 3 4 5 viên đá nha mọi người. Đây hai viên đá này là lựa mũi 6 ly nè. À, lỗi cái đầu kẹp 6 ly mọi người, kẹp nó ok. Còn 3 viên này là đầu kẹp 3 ly ha. Có để luôn nè. 3 viên 3 ly, 2 viên 6 ly. Rồi. Có 2 viên nó đã sử dụng rồi nè. Ha. Đây 2 viên này nó sử dụng rồi nè mọi người, tình trạng nè. Ha. Đó. Còn 3 viên này là chưa có dấu hiệu sử dụng nè. Đó, thông số là nó trên hình nè. 3 ly, 6 ly đồ đó. Rồi, còn bộ đá mài này mã 14 ha, 200.000. Rồi, cuối cùng là em giới thiệu cái hùng nè. Cái hùng nó bung ra như vậy ha, hùng đồ nghề bằng nhựa nè. Nhựa tốt, rất là cứng. Hùng này hàng nó xuất Nhật nha mọi người.
Taiwan xuất ha. Taiwan nó sản xuất. Đó, hùng rất ok, cứng như vậy luôn, nó vẫn ok, nó không có bị bể đâu, nó rất cứng. Nên người đựng đồ nó được nhiều mà nó nặng, đồ nặng cũng được. Cái hùng nhựa nó có ưu điểm là đựng nó không có bị ẩm cái đồ của mình nha mọi người. Thường cái thùng sắt mà mình giữ mình kỹ hoặc là mình để nơi hấp hấp nó thường bị ẩm lắm nha, dễ bị ẩm, nó sẽ ẩm đồ, ẩm mấy đồ của mình. Thường đồ là đồ sắt nên ẩm này sao nó sẽ xét đó. Thùng này kích thước này, thước bên trong này. Mọi người xem đo nha, đó nè, lọt lòng 40 luôn nè, này lọt lòng 20. Rồi, tổng chiều kích thước nó là 42.5 nhân cho 22, cao 20. Rồi, thùng này có mã là số 15 nha mọi người, 750.000. Đó. Rồi, kết thúc video ở đây nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ với em. Đó. Khách mới mua bên em thì chú ý nha, khách mới bên em nhận chuyển khoản rồi mới đi hàng nha mọi người, còn mấy khách quen rồi thì sao cũng được ha. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.